Chào để các bác nhá. Hôm nay làm cái video này thì em gửi đến toàn thể các bác một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Chúc các bác năm 2019 này đạt được thật nhiều kết quả, đánh được thật nhiều chim. Đấy. Thì năm nay thì thực ra cũng rất nhiều người đánh các bác, không phải là ít. Nó nhiều hơn mọi năm. Hôm nay đánh chim chắc là cũng là rất chi là khó rồi. Thì như bản thân trên chỗ em thì ra cái đồng bọn em căng hai tay lưới là hết đồng rồi, nó rất khó khăn tìm đồng tìm bãi. Đấy, thì hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với các bác về cái mẫu quạt 12V. Anh em mình đi đánh chim đêm, thời tiết bây giờ thì bây giờ đang anh em mình làm đánh quota rồi. Đấy, chuẩn bị đến mùa đánh rẽ run rồi, chuẩn bị làm đồng rồi. Quốc ta thì anh em nào đánh gần nhà thì không phải ngủ ở đồng thì nó dễ. Còn anh em nào ngủ ngoài đồng thì cũng nên sắm cho mình một cái quạt 12V chạy rất chi là ok. Đây thì hôm nay em giới thiệu sản phẩm bên em là có hai mẫu quạt 12V. Một quạt loại to và một quạt loại nhỏ. Đây thì em cũng khui cái hộp này ra để cho toàn thể các bác xem luôn là cái mẫu quạt này nó như thế nào. Đây là quạt hai cánh hết nha các bác nhá. Nó là hai motor hai cánh quạt. Nói chung là để độ mát như quạt 220 thì không thể được. Đấy, nói luôn thế, còn đâu để độ mát bình thường như anh em mình nằm ngoài đồng là rất là ok. Đây là mẫu quạt bé này các bác này. Mẫu quạt bé này nó cũng hai cánh nhá, hai quạt này. Nói chung là quạt cũng đủ mát, rất ok luôn. Quạt này đường kính của nó là 11 cm. Đây em đo cho các bác xem luôn. Đấy, của nó đúng 11 cm từ vành này sang vành kia. Đấy. Và nó có hai số, số 1, số 2. Đấy, còn cái dây này là dây cắm ở rắc thì em cũng nói các bác về cắt đi. Cắt bỏ đi, mình đấu vào bình, dương một dương, âm một âm thì nó chạy đúng chiều. Đấu ngược chiều thì nó chỉ là chạy ngược quạt chiều thôi, ngược chiều quạt thôi, không sao cả. Cái này đấu ngược chiều ok. Còn đây cái mẫu quạt thứ hai, mẫu quạt to hơn. Đó. Dùng cho anh em mình. Đây là cái rắc của cái âm ly mình đi đánh chim đấy các bạn, nó vừa luôn với cái rắc này. Đấy, các bác về cũng cắt bỏ đi luôn, cắt bỏ cái củ này đi luôn và dùng đây quạt 12 này. Chạy điện 12V nha các bác nha. Cái quạt bé kia chạy bình xe đạp điện thì được tầm khoảng 8 tiếng thì mới hết. Còn cái quạt to này thì em cũng chưa thử. Quạt to này thì đường kính lồng quạt của nó là 14 cm. Đây các bác nhìn nha, 14 cm này. Đây. Đấy. Cái quạt to này thì nói chung chạy mát hơn nhiều. Nó đây em cắm thử cho các bác xem luôn. Bật thử số 1 này, quay tóc mà các bác, các bác nhìn được gió cho máy quay cho các bác biết. Đấy, nói chung hai số chạy phấp phới lắm, nói chung cứ bóng là bay. Đây giờ thử cái này không bay được, cái này nát quá không bay được. Nhưng mà nói chung là mát, anh em mình đi đánh chim đêm tối ngủ như này là thoải mái rồi. Cả năm đầu thì anh em mình đều đi đánh chim đêm thì biết rồi, nó cũng vất vả lắm, nằm trong lều trong lán nó cũng nóng. Đấy, anh em mình sắm cho mình một cái quạt này, nói chung là nó cũng không đáng bao tiền cả, phục vụ cuộc sống của anh em mình thôi. Anh em mình đi đánh chim đêm vất vả rồi thì cũng phải hưởng thụ một tí các bạn. Đấy, bác nào cần quạt thì cứ liên hệ em nhá, quạt điện 12V. Đấy, thì em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình của bác, các bác đang xem, để cho các bác chủ động liên hệ cho bên em cho nó dễ. Còn em cũng xin thông báo luôn là các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, được thử hàng xong mới phải trả tiền nhá. Chứ một lúc anh em mình đây là ship dư điện, ship code, nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới trả tiền. Thôi em xin chào toàn thể các bác nhá.